đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái fast free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ con 98 hello hello xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ, ngày 18 tây tháng 2. Ở Việt Nam đó hôm nay đã là ngày thứ bảy, ngày 19 tây tháng 2 rồi. Và bây giờ là khoảng 7 giờ tối, giờ Cali. Thì hôm nay tôi muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ những cái thông tin mới nhất với các bạn. Hôm nay đây chúng ta sẽ thấy là thị trường lại đi xuống thêm một chút nữa. Cái sự sợ hãi nó đã tăng lên thêm nữa Thì tại sao vậy Thuận sẽ cập nhật những thông tin mới nhất với các bạn Liên quan đến cái tình hình giữa nước Nga và Ukraine Cũng như là À, thường đang làm gì hiện bây giờ về các phương diện đầu tư và đương nhiên thường cũng sẽ cập nhật những thông tin mới nhất à, nổi bật với các bạn trong cái video ngày hôm nay và ngày mai là cuối tuần ở Hoa Kỳ thứ bảy và chủ nhật nên thì sẽ không có video cho nên hôm nay sẽ cập nhật những thông tin cho bạn cần nắm à, và những bài nào mà theo dõi Thuận Capital thì cũng nên theo dõi những mạng xã hội Nhưng mà cả ngày hôm nay thường không có đăng nhiều thông tin trên những mạng xã hội Tại vì công ty cũng khá là bận Nhưng mà không sao, Thuận bây giờ sẽ bắt đầu chia sẻ những cái thông tin nổi bật với các bạn Và trước hết á, nhìn vào giá cả thì chúng ta thấy là sau khi mà giá của Bitcoin xuống nhiều Ngày hôm qua đó thì các bạn cũng đã thấy được là giá của BTC đó lại tiếp tục có thêm một cái đà xuống nữa ngày hôm nay Nhưng mà cũng không phải là xuống mạnh lắm Thật ra các bạn thấy là cả ngày hôm nay đó khi chúng ta nhìn vào cái biểu đồ đến giờ đó thì vẫn tiếp tục đi hàng ngang và có lúc đó sáng hôm nay có lúc giá BTC đã xuống dưới 40.000 và xuống cái mức thấp dựa theo Coinbase là chỉ có 39.473 mà thôi làm cho nhiều người khá là lo sợ nhưng mà sau đó đã tiếp tục giữ được ở cái mức là khoảng 40.200 đô trong vòng mấy giờ vừa qua thì chúng ta sẽ nói tới tại sao là như vậy ngày hôm nay Nhưng mà trước hết thì nhìn những nông lớn thì các bạn sẽ thấy được là BTC À, hôm nay đã xuống một chút nhìn chung đó, các bạn sẽ thấy là hôm nay cũng là một ngày mà có đỏ có xanh nó không có đỏ hoàn toàn như là tình hình của hôm qua nhưng mà ít ra đó thì hôm nay chúng ta cũng thấy có một số màu xanh xuất hiện nhưng mà phần lớn vẫn là màu đỏ tuy là không đỏ lắm có nghĩa là xuống nhưng mà không xuống nhiều và chúng ta có thể thấy được cái phần trăm đi xuống như đồng lớn hôm nay là BTC xuống 1,7% phần trăm các bạn thấy được là Ethereum thì xuống 3,2%. Những nông khác như là BNB đó thì đi hàng ngang, XRP cũng đi hàng ngang hôm nay. Không có cái sự thay đổi nhiều. Và chúng ta thấy được là Cardano thì xuống phần trăm tương tự như là Ethereum 3,2%. Solana và Avalanche thì xuống hơn 4%. Teluna thì tăng 0,5%. Polkadot thì xuống 1,7%. Đây là cái thống kê của những nông lớn của ngày hôm nay trong vòng 24 giờ qua thì chúng ta thấy được là vẫn tiếp tục là màu đỏ nhưng mà nó không có đi xuống mạnh như hôm qua. Cái sự đi xuống nó đã chậm đầu chút mặc dù là chúng ta tiếp tục nhận được nhiều thông tin không được tốt để thường chia sẻ với các bạn. Nhưng mà cái sự lo sợ bây giờ ra trên thị trường Chúng ta nhìn thấy cái chỉ số tham lam và sợ hãi đã mức là 25. Có nghĩa là chúng ta đã chuyển qua cực kỳ sợ hãi. Thì chúng ta mới vừa từ cái dùng cực kỳ sợ hãi một thời gian dài. Sau đó chúng ta cuối cùng cũng đã đi được tới cái mức là neutral, bình thường. Bây giờ chúng ta lại bị đẩy ngược trở về cái dùng cực kỳ sợ hãi. Để các bạn thấy được là cái sự à, đẩy ngược trở về lẽ cỡ nào đó. Chúng ta nhìn vào cái biểu đồ bên dưới này là cái chỉ số tham lam và sợ hãi trong vòng 3 tháng qua. Thì các bạn sẽ thấy được là cách đi không lâu cách đây chỉ có là hai ngày thôi ngày 17 tới tháng 2 mới đây chúng ta nằm ở cái chỉ số là 52 có nghĩa là neutral bình thường nhưng mà trong vòng hai ngày thôi từ 52 mà chúng ta đã rớt xuống tới cái mức bây giờ ra là chỉ còn có là 25 mà thôi có thể càng thấy được là cái sự sợ hãi nó tăng đột biến như thế nào đương nhiên là không chỉ riêng là thị trường crypto chúng ta thấy là cái chỉ số tham lam sợ hãi của chứng khoán đó cũng đang ở cái mức thấp ở mức là 37 có nghĩa là sợ hãi không phải là cực kỳ sợ hãi nhưng mà chứng khoán bây giờ đó những nhà đầu tư cũng đang nằm trong cái tình hình là sợ hãi nhìn vào thị trường tài chính nói chung á, thì chúng ta thấy hôm nay kết thúc thứ sáu đó đóng cửa lại là chỉ số Dow Jones là màu đỏ xuống 0,68 phần trăm chỉ số S&P 500 cũng như vậy xuống phần trăm tương tự 0,72 phần trăm và đương nhiên chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ Nasdaq đó thì xuống tới 1,23 phần trăm đương nhiên hôm nay là thứ sáu cho nên sẽ không có pre market tại vì không có mở cửa chứng khoán ngày mai và chúng ta nhìn vào dầu đó thì dầu vẫn ở mức cao hôm nay thật ra không phải tăng mà đi xuống một chút nhưng mà ở mức là 91 đô vẫn đang ở mức cao đây là cái hợp đồng của một thùng dầu 91.66 coi như cũng mức cao rồi và về vàng đó thì chúng ta thấy được ở mức là 1.900 đô cho một ounce vàng hôm nay cũng không có sự thay đổi nhiều à, vẫn ở cái mức đó còn về crypto các bạn cũng đã biết rồi hôm nay lại là một màu đỏ cho crypto thì tại sao lại như vậy thì chúng ta sẽ nhìn vào một số những cái thông tin nổi bật và đầu tiên hết các bạn nào mà đọc tin tức thì cũng đã biết là cái thông tin mà nhiều người nói tới nhất bây giờ đó chính là cái sự căng thẳng chính trị giữa Ukraine À, Nga và đương nhiên trong đó chúng ta thì được là có cái sự tham gia của NATO và nước Hoa Kỳ hiện bây giờ và tình hình bây giờ nó nhiều người cũng không có rõ lắm tại vì các bạn thấy là hồi sáng này đó chúng ta nhận được cái thông tin đến từ Michael Carpenter đại sứ của Hoa Kỳ thì nói là cái số lượng lính ở cái biên giới giữa Ukraine và nước Nga đó là xác nhận là không phải là giảm mà còn tăng lên nữa và thậm chí tăng con số rất là cao ngày 30 tây tháng 1 mới đây đó nghĩa là cách đây khoảng chừng 2 tuần thì con số là khoảng chừng là 100.000 quân Nga đóng ở biên giới giữa Nga và Ukraine nhưng mà bây giờ đã dựa theo Michael Carpenter thì con số đó đã lên tới khoảng chừng là từ 169.000 cho đến 190.000 lính và Thêm vào đó nữa đó thì chúng ta thấy được là cái Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anthony Blinken thì đang ở châu Âu và ở cái hội nghị an ninh của châu Âu đó nói là có lòng tin là nước Nga sẽ tấn công vào Ukraine một lần nữa. Anthony Blinken cũng đã tiếp tục đưa ra những cái lời cảnh báo như thế này và thêm vào đó nữa đó chúng ta cũng thấy một số những cái thông tin mà bây giờ thường cũng chưa có chắc là thật hay giả nhưng mà thường cũng muốn chia sẻ với các bạn tại vì vẫn còn có nhiều người nói là những cái hình ảnh này nó không có đúng sự thật nhưng mà chúng ta cũng thấy là có thêm những cái hình ảnh liên quan đến là có những cái bệnh viện giả chiến được tạo ra ở gần cái vùng biên giới thì nhiều người nói là nếu như mà nước nga chỉ tập trận thì cần gì phải tạo những cái bệnh viện giả chiến đó gần biên giới, cũng như là chúng ta tiếp tục nghe nhiều người nói là có thêm những cái đợt tấn công vào những cái làng ở biên giới, cũng như là có cái dự mà bơm nổ xe ngày hôm nay và thêm vào đó nữa đó nhiều nhà đầu tư đã lo lắng tại vì chúng ta thấy đó là tổng thống Joe Biden ở Hoa Kỳ một lần nữa lại khẳng định hôm nay đó có cuộc họp báo thì tổng thống Joe Biden đã chia sẻ thêm một lần nữa khẳng định và nhấn mạnh là tổng thống joe biden có lòng tin từ tình báo là tổng thống Putin của nước Nga sẽ tấn công vào Ukraine trong thời gian ngắn tới đây trong vòng vài ngày mà thôi và trong cuộc họp báo đó thì tổng thống Joe Biden nói là ông ta có lòng tin là tổng thống Putin đã ra quyết định thì cái những người mà nhà báo đó đương nhiên là họ thấy bất ngờ về câu nói này đến từ tổng thống Biden cho nên họ phải nhấn mạnh trở lại và hỏi ngược trở lại là tổng thống Biden có phải là ông nói là tổng thống Putin đã có cái quyết định là sẽ tấn công vào Ukraine hay là không? thì tổng thống Biden lúc đó trả lời là đúng là như vậy thì chúng ta thấy được là bây giờ các bạn tin bên nào một bên thì uh, Vladimir Putin thì nói là đây là tập trận mà thôi không có ý định tấn công vào Ukraine nhưng mà ngược lại uh, Hoa Kỳ thì lại liên tục đưa ra nhiều cái thông tin là có lòng tin là nước Nga sẽ tấn công vào Ukraine các bạn tin bên nào và hôm nay nhiều người tư có cái thêm cái sự lo lắng nữa tại vì một bên là báo chí nói là có thể nhiều người nói là báo chí có thể là uh, bị ra tin tức để bán báo tại vì những thông tin này có thể là bán được À, với cái giá cao khi mà họ để những cái quảng cáo thì đương nhiên nhiều người đọc sẽ bán quảng cáo với cái giá cao thì những cái bài báo lúc nào họ cũng sẽ muốn phóng đại tin tức lên nhưng mà hôm nay trong cuộc họp báo đó thì đây không biết là lần thứ hai thứ ba gì là tổng thống joe biden cũng đã khẳng định lòng tin của mình rồi và thậm chí các bạn thì đây cũng là một cái clip uh, tổng thống uh, biden cũng được phỏng vấn và cũng nói cái điều tương tự và thêm vào đây nữa đó thì tổng thống Joe Biden nói là cái sự đàm phán theo chiến lược ngoại giao thì vẫn đang diễn ra và tổng thống Vladimir Putin đều biết đó là cần phải làm gì nếu như mà muốn đàm phán theo cái cách là ngoại giao chứ không phải là chiến tranh và trong cái cuộc phỏng vấn này đó thì nhà báo cũng hỏi là tổng thống Joe Biden ông có ý định gọi tổng thống Vladimir Putin để mà nói chuyện thêm một lần nữa hay là không thì Tổng thống Joe Biden nói là không, bây giờ ông ta không có ý định gọi để mà nói chuyện với Putin thêm lần nào nữa hết ở thời điểm hiện bây giờ. Và cũng khẳng định là nếu như mà có cái cuộc chiến xảy ra mà nước Nga tấn công vào Ukraine đó thì Tổng thống Biden cũng đã nói là sẽ không gửi lính Mỹ qua để mà hỗ trợ nhưng mà sẽ hỗ trợ gián tiếp, có nghĩa là sẽ cung cấp vũ khí, cung cấp chiến lược và cung cấp nhiều thứ, ngay cả tiền bạc cho ukraine và cũng như là sẽ bắt đầu là có những cái lệnh liên quan đến cấm vận để mà đối phó với lại nước nga và đương nhiên những câu nói này đó khiến cho nhiều đồng minh ở châu âu thì lại lo lắng hơn tại vì bây giờ giá xăng dầu đã rất là cao rồi cho nên một số những lãnh đạo ở châu âu đó hỏi thì tổng thống biden là nếu như mà cấm vận thì có thể là đừng có cấm vận năng lượng giống như là xăng dầu hay là không tại vì bây giờ nếu như cấm vận nữa đó thì cái giá của xăng dầu sẽ cực kỳ cao luôn và khi nào thì Tổng thống Joe Biden nghĩ là nước Nga sẽ tấn công vào dự khoen thì dựa theo những gì mà thuận đọc được đó, thì Tổng thống Joe Biden và bên của Hoa Kỳ thì nghĩ là có thể là sẽ có một cuộc tấn công xảy ra trong vòng vài ngày tới đây và có thể là đợi sau khi mà kết thúc cái thế vận hội ở Bakkin và thị nguyên hội này diễn ra vào ngày 4 tháng 2 tới ngày 20 tháng 2 có nghĩa là có thể trong vòng 2 ngày nữa thì có thể là có một cái sự cố xảy ra. Đây là cái bên phía của Hoa Kỳ và chúng ta cũng nhận được thông tin là tổng thống của nước Ukraine các bạn nhìn thấy trên màn hình đó thì tổng thống Zelensky sẽ rời khỏi Ukraine vào cuối tuần này và đi dự cái hội nghị an ninh ở Munich có nghĩa là ở nước Đức đó. Và đây là nơi mà nếu như mà theo lịch trình lên thì sẽ gặp phó tổng thống Kamala Harris nhưng mà bây giờ đó thì uh, tổng thống Joe Biden thì đang khuyên là đối với sự căng thẳng về chính trị đó thì tổng thống của Ukraine nên ở lại quốc gia của mình tại vì sợ là không có cái sự xuất hiện của tổng thống của Ukraine thì có thể đã có nhiều sự cố xảy ra đây là những thông tin mới nhất mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đương nhiên đó là chúng ta chỉ nói những thông tin này để các bạn có thể hiểu được tình hình chung à, vĩ mô để chúng ta có thể thấy được là những gì mà đang có, có sức ảnh hưởng đến thị trường tài chính nói chung mà thôi à, và những gì mà tôi muốn đem lại là chủ yếu là thông tin đương nhiên về cái phương diện chính trị thì mỗi bạn sẽ có một cái sự suy nghĩ thôi sẽ không có đi sâu vào cái vấn đề đó có một điều đó là các bạn coi đĩ hay là không những gì mà làm ảnh hưởng đến giá cả của BTC trước đây đó chúng ta nói tới là có thể là cá voi làm giá sàn này làm giá sàn kia bị uh, hát tấn công lấy mất tiền đó là những cái thông tin mà khiến cho giá của btc đi xuống mạnh à, chứ còn những cái thông tin liên quan tới vĩ mô đó thì thực sự là bình thường không có sự ảnh hưởng lớn đối với giá của btc trước đây nhưng mà các bạn thấy là bây giờ chúng ta đã đi vào một cái giai đoạn mới rồi đã có nhiều tổ chức đầu tư tham gia vào thị trường này thì cái này nó đã trưởng thành hơn đã bắt đầu trở thành một phần của thị trường tài chính nói chung rồi cho nên các bạn thấy được là chúng ta đã bước qua giai đoạn mới khi mà những cái thông tin liên quan tới lãi suất những thông tin liên quan đến bất ổn chính trị lại ảnh hưởng đến giá cả của btc đây cũng là một cái dấu hiệu cho thấy là BTC thực sự đã thâm nhập vào thị trường tài chính và thậm chí BTC cũng đã trở thành một cái công cụ chính trị được nói đến rất là nhiều ở quốc hội của Hoa Kỳ cũng như là nhiều quốc gia khác. Về cái phương diện là có nên lo lắng khi mà chúng ta thấy là cổ phiếu xuống giá thì BTC xuống giá thêm hay là không thì thường đã chia sẻ rõ ràng hơn trong video ngày hôm qua và trong vòng cả tuần này đó những cái video những mà nào mà mới theo dõi kênh nó cũng nên xem những video thường chia sẻ ngày hôm qua và những ngày trước đó thường đã chia sẻ nhiều về cái quan điểm của mình thường thì hoàn toàn có lòng tin là BTC là công cụ lưu trữ giá trị lâu dài là một tài sản là vàng 2.0 đối với thường là như vậy đó là lòng tin và tại sao các bạn nên xem những video thường chia sẻ cách đây hai ba ngày đây thích rõ ràng hơn rồi những gì mà chúng ta thấy đó chỉ là ảnh hưởng ngắn hạn mà thôi và trong những thời điểm bây giờ đây các bạn sẽ thấy được là có nhiều bài viết uh, gây cái sự lo lắng cho mọi người cũng như hôm qua thường chia sẻ là có những người trên những mạng xã hội thích gây cái sự lo lắng cho mọi người thì những bài viết trên những trang web cũng như vậy các bạn thấy được bây giờ chúng ta lại bắt đầu nghe nói tới những cái câu như là mùa đông crypto đã đến rồi hay là chúng ta thấy được là bài báo này của Finbo ngày hôm nay đây thì nói là đây là ba lý do tại sao mà giá của bitcoin sẽ xuống tới 10.000 đô trong năm 2023 nghĩa là năm sau nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Trong cái video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một cái ứng dụng có tên là Deep Pocket. Và đây là một cái ứng dụng mà Thùng đã từng chia sẻ với các bạn trước đây và đây là thông điệp đến từ Deep Pocket. Thì Deep Pocket đó là một cái ứng dụng vì tập trung giúp các bạn quản lý đa ví và đa nền tảng hỗ trợ Binance Smart Chain, Near và Solana Chain. Với cái ứng dụng Depocket thì không cần phải mất thời gian đăng nhập vào nhiều ứng dụng nữa mà chỉ cần nhập tất cả các địa chỉ ví của mình vào Depocket để quản lý tài sản từ token cho đến cả NFT thường sẽ demo cho các bạn thấy là cái ứng dụng này như thế nào. Thì đây là một cái nền tảng mà theo Thuận cũng có cái tầm nhìn rất thực tế và không kém tham vọng. DeFi đã càng mở rộng thì Pocket càng có cơ hội tích hợp nhiều hơn và phát triển hơn nữa. Và Depocket thành công hợp tác với hệ sinh thái Nia và đã ra mắt cái bản mobile app và cả trên website đồng thời cho phép stake đồng depot của dự án với cái mức lợi nhuận vô cùng hấp dẫn. Sắp tới đây thì họ sẽ ra mắt tính năng swap trên nền tảng của mình cuối tháng này. Một bất ngờ dành cho fan của Deep Pocket mà thường sẽ nói sau đây đó chính là Deep Pocket đã lọt vào top 5 dự án tiềm năng được chọn tham gia vào sự kiện Most Valuable Accelerator Program của Binance và DoraHack. Hack. Đây là một cái cột mốc quan trọng đánh dấu bước tiến tới của Deep Pocket trong việc khẳng định vị thế trên thị trường và là cơ hội để Deep Pocket tiếp cận nguồn vốn lớn hơn đến từ Binance. Bây giờ chúng ta sẽ nói về tokenomics của token Depo thì có tổng cung đó là 21 triệu token và market cap được đánh giá là còn thấp với khoảng 1 triệu đô. Nhưng với những gì mà Deep Pocket đang làm được đó thì vốn hóa của thị trường thấp như trên sẽ mang lại tiềm năng tăng trưởng rất lớn trong tương lai. Như các bạn đã biết là một token trong vốn hóa quá lớn sẽ cần nhiều tiền hơn để có thể nhân giá cả của nó lên. Đây là lý do tại sao mà những cái dự án tiềm năng đang làm tốt như Deep Pocket có khả năng được săn đấu rất nhiều vì cái vốn hóa bây giờ vẫn đang còn ở cái mức thấp. Và đương nhiên, để chia thông tin mà thường muốn chia sẻ với các bạn mà thôi. Nếu như mà các bạn cảm thấy có hứng thú, muốn tìm hiểu thêm về Deep Pocket thì có thể follow Telegram, Twitter và các mạng xã hội khác của Deep Pocket để theo dõi cái sự kiện MVP và cùng trải nghiệm các tính năng ứng dụng Deep Pocket trên web và điện thoại để xem vì sao mà cái ứng dụng này lại lọt vào tầm ngắm của Binance và DoorHack. Tất cả những thông tin liên quan sẽ nằm bên dưới cái video này. Và đây là thông tin đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay, Deep Pocket. Thì các bạn thấy được là những bài viết này đã ở đâu khi mà giá cả tăng. Các bạn thấy là khi mà giá xuống đó chúng ta mới thấy như bài viết này xuất hiện tại vì khi mà giá xuống như bài viết này mà có người coi còn khi mà giá tăng đó thì cũng những bài báo này sẽ đăng những cái như là giá BT sẽ lên tới là 200 ngàn, 500 ngàn thậm chí là một triệu đô la trong vòng mấy năm gì đó bây giờ thì hoàn toàn ngược lại giá sẽ xuống tới 10 ngàn đô thường đó các bạn sẽ thấy là tâm lý của những nhà đầu tư riêng lẻ đó thì một cực kỳ lo lắng còn hai là cực kỳ tham lam phần lớn đó thị trường sẽ nằm ở cái dùng cực kỳ nhưng mà sự thật là nó lúc nào nó cũng nằm chính giữa hết các bạn zoom ra mới thấy rõ ràng hơn thường đã chia sẻ à, trước đây với các bạn rồi nhưng mà thường sẽ chia sẻ thêm một số những cái tài liệu nữa tại vì các bạn thấy đó là chưa gì hết chúng ta thấy BTC vẫn ở mức là 40.000 đô mức 40.000 đô này đó so với lại khi mà có dịch bệnh của năm 2020 thời điểm đó ngay sau đó giá của BTC lên tới cái mức là khoảng chừng 7 8 ngàn đô thì từ đó tới bây giờ đó mặc dù giá nó lên tới 69 ngàn xuống còn 40 ngàn nhưng mà giá BTC vẫn tăng 5 lần so với thời điểm hồi tháng 4 của năm 2020 trong khi mà cùng thời điểm đó đó những công ty lớn như đời Thuận đã chia sẻ với các bạn là công ty PayPal, công ty Netflix, công ty Facebook những công ty đó, đó đã có sự tăng trưởng rất là mạnh trong năm 2021 và phân nửa của năm 2020 bây giờ đã hoàn toàn trả trở về cái mức của tháng 4 của năm 2020 trong khi BTC giá vẫn tăng lên chấp 5 lần thì đương nhiên Bitcoin là một công cụ lưu trữ giá trị rất là hiệu quả dài hạn và các bạn thấy là chưa gì hết á, giá BTC chưa có xuống dưới 40.000 đô hơn vài phút nữa thì đã coi như bài viết là BTC sẽ xuống 10.000 đô rồi và chúng ta thấy được là BTC chưa xuống 35.000, chưa xuống 30.000, chưa xuống 25.000 mà đã có người kêu gọi Bitcoin xuống tới 10.000 đô thực ra điều này cũng không gì là lạ đâu, những bạn nào mà mới à, tham gia thị trường sẽ cảm thấy là lo lắng, cảm thấy là à, những hiện tượng này mới quá nhưng mà những bạn nào mà trong thị trường này ít nhất là 2 năm trở lên thì những cái sự lên xuống này nó cũng đã là những gì chúng ta thường hay thấy và mỗi lần như vậy đã cảm xúc cũng giống nhau, có những bài viết cũng giống nhau và thật ra thường nghĩ là cũng cùng một nhóm người viết mà thôi. Các bạn thấy đó là khi mà giá cả tăng, những bài nào mà à, không tin nên thì có thể đọc những cái comment để lại những lúc mà giá cả tăng đó bên dưới video, bên dưới những mạng xã hội. Khi mình thường đăng những cái bài status đó, thì có rất nhiều bạn nói là à, giá đang tăng lên, ước gì giá tăng chậm lại để mình có thời gian mua thêm. À, ước gì giá có thể xuống còn 50.000, 40.000, 35.000 để mình mua thêm. Nhưng mà các bạn sẽ thấy được là khi mà giá xuống đó thì không có mấy bạn dám mua đâu lúc nào cũng vậy đợi giá lên rồi đó thì nhiều bạn lại Ào vào để mà mua, FOMO đẩy giá lên rồi lại đu đỉnh nhưng mà trong lúc mà giá xuống đó thì lại ít ai dám bỏ tiền vào để mà mua, cứ nói là thôi bây giờ đó giá hồi xưa mình nói là mình đợi tới 40.000 mua nhưng mà bây giờ thì chắc giá sẽ xuống còn 35.000 chắc giá còn xuống à tới 30.000 rồi 25.000 các bạn còn nhớ đó, năm ngoái đó hồi mùa hè không khi mà giá rớt từ 64.000 xuống còn 30.000 xuống tới mức đó mà nhiều bạn vẫn nói là thôi mình đợi xuống tới còn 25.000, ngàn, 20.000 ngàn sẽ mua. Cái mình thường chia sẻ ở đây đó là đương nhiên không ai biết được tương lai, giá hoàn toàn có thể đi à, theo bất cứ một cái xu hướng nào. Các bạn thấy được là bây giờ là tháng 2 đi, thì trong vòng 3 tháng tới cuối tháng 5 đó, giá như thế nào thì làm sao mà chúng ta biết được, đó là thời gian quá ngắn hạn, bất cứ một cái thông tin nào cũng có thể là tác động tới giá một cách mạnh trong thời gian ngắn hạn. Cho nên từ đây cho đến tháng 5 đó, trong vòng 3 tháng giá có thể là 60.000, giá có thể là 20 ngàn Chúng ta hoàn toàn là không biết được Nhưng mà cho dù là giá đi hướng nào đi nữa đó Vẫn sẽ có người chờ sẵn mà nói là đã nói rồi mà không nghe Các bạn thấy được là không ai biết được Thời gian ngắn hạn giá sẽ đi về đâu đâu Cho nên cái mà thường muốn chia sẻ ở đây đó Là các bạn cần phải có những cái chiến lược Chứ nếu như mà các bạn cứ chờ để mà bắt đáy đó Thì sẽ rất là khó Thực sự không mấy ai có thể bắt đáy được Và cũng không mấy ai mà bắt đỉnh được đâu Các bạn thấy được là những chiến lược đó chúng ta cần phải có Là trung bình giá hay là các bạn cần phải có những cái chiến lược là các bạn mua khi mà giá đi xuống à, theo thời gian thì các bạn à, sẽ bắt đầu là mua theo từng phần một đó nên chiến lược mà các bạn cần nên suy nghĩ đến không phải là chúng ta nghĩ là giá có tăng hay là giảm mà thường nghĩ là chúng ta cần phải có sẵn những cái chiến lược nếu như mà các bạn thức gì ngày mai mà giá đi ngược cho lên 45 ngàn thì các bạn sẽ làm gì? Ngược lại, nếu các bạn thức ngày mai đó, giá đi xuống còn 35 ngàn, các bạn sẽ làm gì? Các bạn đã chuẩn bị hay chưa? đó mới là điều quan trọng và thường như chia sẻ với bạn thường đang làm gì ở thời điểm hiện bây giờ và chúng ta thấy đó là nhiều người bây giờ kêu gọi mùa đông crypto các bạn có hiểu mùa đông crypto gì hay là không có nghĩa là ngay cả giá của bitcoin đó mùa đông crypto năm 2018 còn xuống 80 phần nữa giá bây giờ đó để xem xem coi đã xuống bao nhiêu rồi thì cái đỉnh của tháng 11 đó là chúng ta thấy là thời điểm đó là giá khoảng chừng là 69.000 đi 68.900 cho là 69.000 đi thì chúng ta thấy được là từ mức đó mà đi xuống tới cái mức giá thấp đó là khoảng chừng 33.000 hồi tháng 1 đó là xuống tổng cộng là 52%. Các bạn thấy được là nếu như mà chúng ta tính tới mức hiện tại thôi đó thì giá đã xuống 41% từ đỉnh rồi. Nếu như mà chúng ta nói tới mà giá mà đi xuống tới 80% đó thì đừng zoom ra để các bạn thấy được là nó sẽ xuống tới mức nào. Nếu như mà chúng ta nói giá xuống tới 80% đó thì giá xuống chỉ còn có 13 000 800 đô mà thôi từ cái mức là 69 000 Các bạn thấy được là nếu như bây giờ các bạn kêu gọi mùa đông đã đến thì có nghĩa là giá có thể xuống tới 13.800 đô Nhưng mà một điều mà các bạn nên hiểu đây đó là chúng ta nhìn vào cái lý thuyết chu kỳ dài hơn đi trên màn hình các bạn đã, các bạn có thể đã quen với cái hình này rồi đây là cái tài liệu được chia sẻ bởi Ben Cohen ở Into the Cryptoverse thì các bạn sẽ thấy là bốn cái đường này là có bốn màu cái màu tím đó là cái đợt tăng trưởng đầu tiên của BTC cái mùa đầu tiên lúc đó đó là khoảng chừng năm 2011 cái mùa thứ nhì đó là cái đường màu xanh dương đây là cái thời điểm vào năm 2013 Kế tiếp nữa đó là các bạn thấy được là cái đường màu xanh lá cây đó chính là cái mùa tăng trưởng của năm 2017 và cái đường màu Hồng bên dưới này đó là cái đường tăng trưởng của cái mùa hiện tại năm 2021 và 22 này Thì điều đầu tiên chúng ta cũng đã biết là mỗi mùa nó đều dài hơn Tại vì các bạn thấy được là mỗi một lần như vậy đó thì cái đường này càng ngày nó càng dài hơn Nghĩa là mỗi mùa cái thời gian nó lại càng dài hơn Và điều thứ nhì nữa đó là mỗi mùa thì cái đỉnh nó càng ngày càng có cái sự đi xuống Có nghĩa là mỗi lần đó thì chu kỳ dài hơn nhưng mà cái phần trăm lợi nhuận nó giảm đi cũng hợp lý thôi tại vì càng ngày thì vốn hóa càng cao cho nên chúng ta cần phải tính theo cái phần đó là mỗi một lần như vậy thì cái phần trăm lợi nhuận nó sẽ đi xuống đi theo thời gian lúc mà Bitcoin chỉ có 10 tỷ so với lúc mà Bitcoin là 1 nghìn tỷ thì khác nhau rất là nhiều cần cái số tiền nhiều hơn để mà đẩy giá BTC lên căn bản là như vậy cho nên cũng không phải là điều gì mà quá bất ngờ mà cái mà mình muốn chia sẻ ở đây đó nếu như mà các bạn đã cảm thấy được là thời điểm trước đây mỗi lần mà thường chia sẻ với bạn đó là thường cảm thấy được là BTC 100.000 đô cũng không gì gọi là lạ trong một chu kỳ này nhưng mà nhiều người kêu gọi là Bitcoin lên tới 300.000, 500.000, thậm chí 7 800.000 trong một chu kỳ này thường thì nhìn vào lịch sử đó thì không có lý do gì chúng ta nghĩ là giá của BTC sẽ tiếp tục có cái sự tăng trưởng phần trăm còn mạnh hơn những đợt trước đây khi mà vốn hóa đã nhiều hơn và ngược lại đó các bạn thấy được là nếu chúng ta nhìn vào cái hình tăng trưởng đó thì cái mô hình tăng trưởng của mỗi chu kỳ đều có những đặc điểm giống nhau những đặc điểm đó là gì có nghĩa là tăng từ từ rồi sau đó kết thúc đó là cái sự tăng vọt năm 2011 cũng vậy năm 2013 cũng vậy năm 2007 cũng vậy nhưng mà các bạn nhìn vào bây giờ đi thì chúng ta không thấy cái sự tăng vọt đó thì nếu như mà BTC không có một cái sự tăng vọt để mà kết thúc chu kỳ thì không có lý do gì chúng ta nghĩ là mùa đông sẽ kéo đến giống như là những chu kỳ trước đây mùa đông có tới hay không tôi nghĩ là mùa đông cũng sẽ có lúc sẽ đến nhưng mà chỉ sau khi mà chúng ta thấy một cái đợt tăng chữ mạnh rồi kết thúc chu kỳ này mà thôi nếu như các bạn tin tưởng những cái chu kỳ của btc còn nếu như các bạn không tin tưởng của chu kỳ của btc thì các bạn cũng không cần phải quan tâm đến mùa đông crypto như là nhiều bài viết bây giờ đang kêu gọi tại vì bitcoin có thể là hoàn toàn đi theo một mô hình hoàn toàn mới cũng bình thường mà thôi nhưng mà những gì mà thuận chia sẻ với các bạn đó là chỉ ảnh hưởng đến như bài nào mà mới tham gia và chưa hiểu rõ hay là những bạn mà trade bình thường mà thôi chứ còn những người mà có lòng tin lâu dài, đầu tư dài hạn, có những chiến lược về chung bình giá thì cũng không quan trọng lắm đâu. Chúng ta chỉ xem những thông tin này coi như là các bạn có thêm một số thông tin bổ ích trong cái sự suy nghĩ mà thôi và đương nhiên mỗi bạn thì sẽ còn có mỗi cái suy nghĩ khác nhau. Tham gia thì chuyện này thời gian khác nhau, cái mục đích khác nhau, cái số tiền tham gia khác nhau, cho nên không ai giống ai hết. Thôi chỉ có thể chia sẻ thông tin để các bạn tự ra quyết định cho bản thân của mình mà thôi. Và đối với bản thân của Thuận đó, Thì hiện bây giờ Thuận làm gì? Các bạn cũng đã biết là Thuận vẫn trung bình giá hàng tuần Và bây giờ ra Thuận trung bình giá Chú tâm ở thời điểm hiện bây giờ là chú tâm trung bình giá vào Bitcoin Có một điều nên là Thuận muốn chia sẻ với các bạn Là có nhiều lúc Thuần cảm thấy là Thuần đã có đủ để là danh đầu tư của Thuần Có nhiều lúc Thuần cảm thấy là à, Thuần có đủ Ethereum Có nhiều lúc Thuần cảm thấy là Thuần đã có đủ Bitcoin Có đủ Cardano Nhưng mà chưa bao giờ Thuần cảm thấy là mình có đủ BTC Cho nên lúc nào Thuần cũng muốn tích lũy thêm BTC hết Và đây là cái chiến lược tích lũy lâu dài của Thuần Và Bây giờ đây là cái tài liệu mới nhất mà thường cập nhật ngày hôm nay thì các bạn đã thấy được là Bitcoin chiếm tỷ lệ là 44%. Cũng không gì là lạ trong khi mà các bạn thấy là Bitcoin đã chiếm tỷ lệ cao từ xưa đến giờ đối với Thuận rồi. Có một thời gian ngắn chúng ta thấy được là cái tỷ lệ Ethereum của Thuận nó cao hơn là BTC. À, tại vì lúc đó giá Ether tăng mạnh nhưng mà bây giờ là Ethereum là đứng hạng thứ nhì 30% Ethereum. Kế đó là chúng ta có BNB 14%, Cardano 9%, BitDAO là 1%. CEO như là đồng Kronos Crypto.com là 1% Và những đồng khác là Solana, FTT và DOT đại diện cho những đồng trong cái nhóm 1% này Và đây là cái phân bổ danh mục của Thuận ở thời điểm hiện bây giờ và thuận đang làm gì thì đương nhiên mình tiếp tục trung bình giá tại vì đối với thuận đó, lâu dài cũng không quan trọng lắm đâu và có một điều nữa đó là nhiều bạn thì cũng thích thuận chia sẻ là đây là nói tới crypto nói riêng nhưng mà tính chung đó, thì bây giờ crypto chiếm bao nhiêu phần trăm của tài khoản của thuận thì với cái sự xuống giá gần đây đó thì các bạn thấy được là có lúc crypto chiếm cho tới 70% tài sản của thuận bây giờ thì crypto chiếm là 44,4% À, tài sản còn lại đó là các tài sản khác và cổ phiếu là khoảng 21,7% còn phần còn lại là tiền mặt và stablecoin là 33,9% thì cũng có một số bạn hỏi thường về cái số lượng tiền mặt và stablecoin này là bao nhiêu tiền mặt bao nhiêu stablecoin thực này chia sẻ với các bạn là hầu như 99% là stablecoin rồi thường đâu có giữ tiền mặt đâu tại vì uh, tiền mặt chỉ giữ đủ để mà sinh hoạt mà thôi chứ còn các bạn giữ tiền mặt đó mà không có lời thì tiền sẽ bị mất giá theo thời gian cho nên thường lưu trữ stable coins và những đồng này thường để ở đâu thường sẽ để trong những cái dịch vụ mà nhiều bạn có nói biết à, có thể lấy lại mà thường à, đã sử dụng một thời gian trong đó chúng ta có dịch vụ như là blockfi thường vẫn để có Gemini, thường vẫn để có crypto com thường vẫn để Naxo thường vẫn để và gần đây nhất là Celsius thì đây là năm dịch vụ lớn mà thường sử dụng và khi mà thường để stablecoin đó, thì đương nhiên là có lãi hàng tháng và cái phần lãi đó thường dùng đó để làm một cái công cụ để làm gì để tiếp tục trung bình giá khi mà có lãi hàng tháng đó thì cái lãi đó sẽ dùng để mà trung bình giá trung bình giá crypto liên tục và liên tục đây là cái cổ máy trung bình giá nhưng mà mỗi lần mà giá đi xuống như vậy đó thì khi mà thuận có à, một cái phần tiền mà không cần sử dụng thì thuận sẽ dùng để mà mua khi mà những lúc giá xuống như vậy để mà mua thêm và trong thời gian đây đó là thuận tiếp tục thu mua thêm là BTC thì như bạn hỏi thuận là và có thể là thuận gan quá tại sao lại mua bây giờ có thể là giá đi xuống thêm quan toàn có thể không ai có thể biết được thậm chí như ngày nào mà theo dõi à, những mạng xã hội đã biết là thuận trung bình giá ngày hôm qua nhưng mà hôm nay nó lại xuống thêm một chút thì cũng bình thường thôi xuống một chút thì thường tiếp tục mua thêm một chút tại vì đây là chiến lược dài hạn mà cho nên điều quan trọng là các bạn cần phải có vốn để mà tiếp tục trung bình giá và muốn có áp dụng chiến lược này đó thì các bạn cần phải có một cái thu nhập ổn định để có cái số tiền cần thiết để trung bình giá. Đây là cái chiến lược nghe dễ nhưng mà khó, khó một chỗ. Các bạn cần phải có thời gian dài hạn, cần phải có một cái nguồn tiền ổn định. Và đương nhiên là cần phải có, có, có cái sự kiên định Và không làm ảnh hưởng à, đến cái chiến lược của mình Trong những lúc như vậy đó Thì nhiều bạn nói là Thuận có thể là à, Rất là vững tâm để mà Tiếp tục trung bình giá hay là tiếp tục mua Thật ra những lúc như vậy đó Mua không có gì là khó đâu các bạn Nhưng mà nào mà trong thị trường này lâu năm sẽ hiểu là Mua trung bình giá không phải là điều khó Cái điều khó hơn đó Tại vì sao? Tại vì lúc mà giá đi xuống thì các bạn thấy những gì các bạn tin tưởng, như như thường tin tưởng Bitcoin thì được mua với cái giá rẻ, thì thường tin tưởng dài hạn thì đương nhiên là rất là hợp lý mà thôi. Nhưng mà cái khó hơn đó là khi mà giá lên, chốt lời, cái đó mới là khó. Tại vì các bạn thấy giá tăng, như là các bạn đã có đồng tin trước đây giá tăng, như là các bạn đã nghĩ, nhưng mà giá tăng các bạn lại đi bán crypto của mình để mà chốt lời thì cái đó nó khó hơn rất là nhiều và thậm chí bạn thân thường cũng tốn rất nhiều năm để có hiểu được cái khái niệm chốt lời là như thế nào và tại sao chốt lời lại quan trọng cho nên các bạn thấy được là bao nhiêu năm qua đó cái lần đầu tiên mà thường chốt lời là năm 2021 đáng lý đó là năm 2020 thường đã bắt đầu chốt lời rồi nhưng thường đã chia sẻ từ năm 2017 18 nhưng mà bây giờ đó tới năm 21 thì mới bắt đầu chốt lời và thường đã làm rất là nhiều những cái video về khái niệm chốt lời cho nên trên kênh này đó các bạn lúc nào cũng sẽ nhận được những cái thông tin nó không có hoàn toàn là đi theo xu hướng của thị trường đâu. Tại vì những lúc mà giá lên mạnh nên thường sẽ nhắc nhở các bạn là cần phải suy nghĩ đến chút lời. Tuy nhiên thường không thể khuyên các bạn là nên thì không nên. Mỗi người đều khác nhau, tham gia chuyện này thời điểm khác nhau. Cái giá tham gia cũng khác nhau, tiền bạc cũng khác nhau, lý do cũng khác nhau. Cho nên không ai khuyên ai được hết, Thường có thể nhắc nhở các bạn mà thôi. Và những lúc như vậy đó thì thường lại nhắc nhở các bạn là chúng ta cần phải zoom out có cái tầm nhìn xa hơn và có những cái chiến lược để các bạn có thể là đi theo thị trường dài hạn thay vì các bạn muốn đánh bài thị trường chúng ta nên đồng hành cùng thị trường thì đó là cái suy nghĩ tốt hơn và nhiều bạn hỏi thuận là bây giờ chúng ta đang giữ một số đồng mà cái đồng nó mức giá quá thì có nên cắt lỗ hay không có nên tiếp tục giữ hay là không thì thuận hỏi thường ngược lại các bạn nếu như bây giờ các bạn đột ngột có thêm tiền các bạn đột ngột có thêm 10.000 đô thì ở mức giá bây giờ các bạn có tiếp tục mua hay là không và nếu như mà các bạn chưa chắc hay là các bạn nói là không thì có nghĩa là các bạn đã mất lòng tin vào cái đồng đó rồi tại vì nếu các bạn có lòng tin vào dự án đó thì khi mà giá cao các bạn thích đương nhiên khi giá thấp các bạn lại càng phải thích hơn chứ đó là những gì mà thường muốn chia sẻ đây các bạn có cảm nghĩ như thế nào thì các bạn hãy comment ở bên dưới bây giờ thường sẽ chia sẻ một số những cái thông tin nổi bật khác với các bạn thì dựa theo những gì mà thường đọc được đó nhưng mà nào mà sống ở canada thì có thể comment mình bên dưới để mọi người hiểu được tình hình ở canada như thế nào nhưng mà dựa theo những gì thường đọc được đó thì ở ottawa thì cái, cái cuộc mà biểu tình giữa những người mà xe tải đó với lại chính phủ đó thì nó đã căng thẳng hơn như là các bạn nhìn thấy trên màn hình và chúng ta cũng nhận được một số thông tin ngày hôm nay đó là cái hiệp hội quyền dân sự ở Canada cũng như là tổ chức hiến pháp của Canada đó thì hai cái đơn vị này bây giờ là đang muốn làm đơn kiện để xem coi là cái luật khẩn cấp của thủ tướng Trudeau có thực sự là có hiệu lực về pháp lý hay là không thì đương nhiên cái mà thường chia sẻ đây đó là thường không có muốn nói là những gì đang xảy ra là đúng hay là sai thường chỉ chia sẻ tại vì đây là một trong những thông tin mà nó có cái sức ảnh hưởng đối với là crypto hiện bây giờ cái mà họ nói đây đó là không phải là họ ủng hộ hay là không ủng hộ những cái cuộc biểu tình liên quan tới những người xe tải mà không muốn chích ngừa cái mà họ nói đây đó là cho dù là cái đó đúng hay sai đi nữa cái mà họ nói là riêng lẻ liên quan tới việc là cái luật khẩn cấp đó đó có thực sự là nên áp dụng vào những trường hợp như thế này hay là không luật mà khẩn cấp đó đó khi mà thực hành nó có vi phạm những cái quyền tự do của dân hay là không đó đều được nói tới đây và ngay cả ngày hôm nay đó CEO của Kraken có nghĩa là sàn mà lâu đợi Hoa Kỳ đó thì cũng đã nói à, là nếu như mà các bạn lo sợ như điều này đó, thì không nên giữ đồng trên những cái sàn giao dịch tại vì ngay cả sàn Kraken mà chính phủ Canada đó ông ta không nói rõ nhưng mà nếu như mà chính phủ Canada mà có đòi hỏi là sàn Kraken đóng băng một số những chương mục thì ngay cả CEO của Kraken nói là công ty ông ta cũng phải chấp hành mà thôi cho nên nếu các bạn không chấp nhận điều này thì không nên lưu trữ những cái đồng ở trong những sàn giao dịch tập trung tại vì tiền được số đó như là Bitcoin thì hoàn toàn phi tập trung không ai có thể đóng băng được không ai có thể ngăn cản được bất cứ giao dịch nào nhưng mà khi mà các bạn thông qua đơn vị thứ ba như là sàn thì đương nhiên có thể bị đóng băng đó là điều mà mình muốn chia sẻ ở đây kế tiếp thì các bạn thấy là một nghị sĩ mà rất quen thuộc đối với chúng ta là nghị sĩ của Cynthia Lumas của Wyoming thì uh, thượng nghị sĩ Cynthia Lumas uh, trong uh, một cuộc phỏng vấn cũng đã nói là bây giờ đó đối với ta thì chính phủ Hoa Kỳ và đặc biệt là Fed, cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ thì nên uh, lưu trữ Bitcoin như là một uh, tài sản trong ngân sách. Cái này thì sự không biết nhưng mà hôm nay chúng ta cũng nghe thông tin đến từ Fed thì Fed đã đưa ra một cái luật mới và cái luật này đã, đã được thông qua thường nhớ là năm vừa rồi hồi tháng 10 nhưng mà sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5 thì cái luật mới này của Fed là sẽ không cho những cái người lãnh đạo của Fed là quyền được mua cổ phiếu, được mua trái phiếu hay là được mua crypto và bất cứ một cái loại trái phiếu, cổ phiếu nào khác. Và các bạn thấy được là đây là một cái luật mà sẽ áp dụng vào ngày 1 tháng 5. Lý do thì cũng rất đơn giản mà thôi tại vì Fed là cái đơn vị mà cũng có cái sức ảnh hưởng đến thị trường cũng như là Fed cũng là đơn vị mà đưa ra những cái quyết định là tăng lãi suất hay là không tăng lãi suất, bơm tiền vào trong thị trường hay là không bơm tiền vào trong thị trường thì đương nhiên những người lãnh đạo không thể tham gia vào thị trường được tại vì đó là một cái xung đột lợi ích. Cho nên tôi không nghĩ là Fed sẽ lưu trữ Bitcoin đâu. <laughs> Nhìn vào hiện tại thì đương nhiên là rất cảm ơn uh, Thượng nghị sĩ Sinomus uh, cũng đã gợi ý nhưng mà thằng không nghĩ là Fed sẽ chấp nhận đâu một số những thông tin khác đó thì gần đây với nhiều cái sự kiện thì cũng ít, ít theo dõi những cái thông tin liên quan tới Cardano một số những cái đồng khác nhưng mà thông tin lớn ngày hôm nay đó thì theo thông biết là Cardano sẽ có thêm một cái DAX nữa một cái sàn phi tập trung nữa trên mạng lưới đó chính là Occam X DAX thì những mà nào mà hiểu thêm thì, thì comment ở bên dưới nhưng mà đây là cái DAX thứ nhì và gần đây thì Sunday Swap của một con đã biết là cái uh, pool TAVN của thuận với là DevOps cái pool mà Staking Cardano mà nhiều bạn đã ủng hộ thì cũng được nhận được đồng Sunday Swap. Nhưng mà thường gần đây cũng ít theo dõi xem con tình hình của Sunday Swap đã đến đâu. Nhưng mà đây là thông tin mà tôi mang đến cho các bạn. Còn phần còn lại thì về phương diện On-Chain đó thì đương nhiên giá đi ngược trở xuống thì cái phần trăm Bitcoin này có lợi cũng đi xuống theo ở mức là 69% cũng rất là thấp. Và chúng ta thấy được là on chain hôm nay cũng rất là im lặng Chúng ta thấy được là cái phần trăm những lệnh đồng 7 thì cũng không có sự tăng trưởng Tiếp tục đi hàng ngang Và bây giờ đó thì dựa theo funding rate thì nó nghiêng về phiếu lệnh lon Nhưng mà một chút mà thôi tại vì cái chỉ số funding rate là 0.008 coi như là cũng đi hàng ngang Còn về tình hình Bitcoin và Ethereum lên trên sàn đó thì chúng ta thấy đó là bên trên này thì thường zoom vào các bạn sẽ thấy rõ hơn là về bitcoin thì rất rõ ràng là chúng ta thấy được là cái số lượng bitcoin trong vòng khoảng chừng là hai ba tuần qua thì vẫn là cái xu hướng là càng ngày càng ít bitcoin trên sàn hơn cái đường màu xanh này đi xuống theo thời gian nhưng mà về Ethereum thì gần đây từ thời điểm là ngày 14 tây ra thì chúng ta có thêm một ít ether cũng không có đủ để mà thay đổi xu hướng chung của Ethereum nhưng mà chúng ta cũng thấy có thêm sự xuất hiện của một số Ethereum về tính theo giờ đó thì trong ngày hôm nay thì đây là cái số lượng Bitcoin nạp vào rút ra đó mỗi thanh là một giờ thì các bạn đã thấy được là hôm nay cũng rất là im lặng không có gì gọi là quá bất ngờ và thường nghĩ là cuối tuần này nếu như mà không có gì đặc biệt xảy ra về tin tức đó, thì cũng sẽ là một cuối tuần im lặng chúng ta hy vọng là như vậy thôi thì đương nhiên là không có hy vọng chiến tranh xảy ra và bên dưới này là Ethereum thì các bạn thấy là cũng tương tự mà thôi cũng rất là im lặng ngày hôm nay không có những cái thanh nào gọi là quá cao có nghĩa là cái số lượng nạp vào rút ra thì nó cũng tiếp tục là cân bằng với nhau ở thời điểm hiện bây giờ tuy là những cái thanh màu xanh lá cây các bạn thấy là cao hơn những thanh màu đỏ nhưng mà thường này thấy được là nhiều thanh màu đỏ hơn là màu xanh lá cây cho nên có thể là kết thúc hôm nay cũng là cân bằng mà thôi và cũng như là BTC có thể cuối tuần này nó sẽ không có nhiều sự thay đổi đâu và nếu như mà bất cứ một thông tin lớn nào xảy ra đó thì thường sẽ cập nhật với các bạn trên những cái mạng xã hội cho nên các bạn nhớ theo dõi những mạng xã hội và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Dành riêng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng Thuận Capital Thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này Các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia Thông qua link của Thuận Capital cho những sàn như là sàn Bybit, sàn Nex, sàn Binance, sàn Fashion Moon XBT, sàn FTX Trong đó chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm phí giao dịch Hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này và những người nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn Binance US. Những người nào mà thích gửi tiền trực số để mà lấy lại hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi. Và đương nhiên Crypto One ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.